Rồi, ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình uh, tiếp tục chơi uh, tự game Lost rút nha anh em. Thì uh, hôm nay mình sẽ uh, kiểu review hết chiêu của trái chấn động cho anh em xem và cái trái này mình thấy là rất đáng để cho anh em sử dụng để ca luôn đó. Thì uh, bây giờ mình sẽ đổi qua trái chấn động trước cái đã. Hiện tại thì mình đang ở trong server Vector anh em ạ. À. Đó, à, mình đổi qua trái chấn động rồi mình nói một tí nha. Ờ à, nó đang bán PK luôn nè. Qua ke thì cái này nè sau khi thất tỉnh thì uh, nó được búp đam khá là nhiều luôn với lại uh, các chiêu khống chế của nó anh em có thể sử dụng rất là easy với nhau uh, hi hiện tại thì uh, nãy ở trong xe vào bắt tô này em bắt tô được tặng em bắt rồi mình kêu bắt tô chỉ cho mình uh, địa điểm các quỷ mình đi lượm cho nhanh bắt tô không chỉ anh em à À, tao đang làm gì không biết nữa. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em lý do tại sao mà mình lại bảo nó nó mạnh như vậy. Đây, trước tiên mà anh em muốn dùng combo nó kiểu mà một cách là easy á thì anh em hãy gọi sóng thần trước. Gọi sóng thần trước nha. Gọi sóng thần trước. Đây là đại chạy kiểu như đánh boss thôi. Còn nếu mà đánh người á thì anh em cứ gọi sóng thần. Xong rồi sóng thần sóng ập vô đúng không? Anh em Z mà kiểu như khống chế con quái là á để cho sóng thần nó ập vào. Không có không có bị chạy đi chỗ khác. Đó combo con này combo cái cái trái này hiện tại thì nó chỉ có như vậy thôi à, kiểu như bây giờ á mình cứ xài z à, mình gọi sóng thằng xong rồi mình z cái này cũng mạnh lắm nói chung là chiêu hức của cái trái này nó sửa lại cho anh em dùng để combo kiểu như để dành cho anh em xài à, để đi đánh nhau á nó không còn địch đù như xưa nữa bây giờ anh em gọi sóng thần vào thì cứ uh, nhớ gọi sóng thần vào và kiểu như tránh cho đối phương biết mình gọi sóng thần vào và khi mà sóng thần nó gần ập vào tới rồi á anh em cố gắng Z nó Z chữ con quái lại đừng cho nó te le đi uh, người á kiểu như đánh nhau á đừng cho đợi nó kiểu uh, nó te le đi được hoặc là nó tài tộc uh, super xài uh, uh, tập thiên thần như mình nè nó có thể te le đi thì anh em cứ thử uh, lại gọi sóng hăng và đợi sóng hăng vào Đó, combo nói chung thì combo nó bây giờ rất là đơn giản để xài luôn gọi sóng hăng vào và giữ nó lại rồi chờ sóng hăng ập vào thôi là nó không thể nào né được hồi xưa thì hồi xưa sóng hăng nó cũng mạnh lắm nha anh em nhưng mà nó gặp một vấn đề á cha mà ơi tự nhiên mình tắt hai cây gì vậy gặp một vấn đề rất là kiểu... để để tao nói cái mày cái con quái này, nó hơi nó hơi máu nó hơi máu, nó phát đâu, nó hơi máu. hồi xưa thì cũng như vậy thôi nhưng mà kiểu như uh, cái cái chiêu sống thần để anh em tiếp cận đó, rất là khó luôn, là mình chém thường thôi luôn, cái à đó, đội cái mũ Lucy rất là ghê luôn. À. không biết bác Tô đang làm gì mình ra mình cà kìa bác chơi cho anh em hình như bác Tô cũng đang đi đánh quái hay gì á cà kìa bác to cho anh em à bác Tô cũng đang làm về trái chắn động chỉ cho anh em combo hay gì á để mình reset cái rồi bác to đánh nhau đánh nhau không <laughs> rủ tôi đánh nhau anh em <laughs> Rồi tao với lộn, với lộn không? <laughs> lộn Rồi bắt lộn mà chắc kiểu nghe im im chắc không chơi rồi à, anh em Vô Ê vô Ê Tao cũng xài chất đạo với mày À, mình bị hụt mình bị hụt chiêu quá anh em à Ôi mình không giữ được <laughs> Đồ bắt tao bánh lộn rồi Ây à da Ui cái trái chất động Ghê thiệt chứ Tao bị mít chiêu thôi Nói chứ Kiểu như mình bay cai còn kém lắm Ô, mà còn bấm lộn chiêu gì tùm lum hết nè Combo của cái trái này thì anh em như anh em thấy đó Để mình làm lại cho anh em xem nè Tắt tô lên nhanh tay quá làm nó lại anh em ạ. Vô. 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 không ai hay ha, ai thằng đều hột. Mình tập thiên thần mình nhảy lên được không sao anh em ạ? À? mày ôi học luôn trời ơi nó chứ trái, trái trái động rồi mạnh lắm em mình đánh bắt tôi bóng vàng trước mà sao không lại luôn không biết nữa trời à, ơi thích thế ơi à, làm một trận nữa nghỉ nha game cuối nha game cuối nha game cuối nha <laughs> game cuối nha game cuối game cuối nha anh em Yo. <laughs> mày mày chết với tao rồi con mày <laughs> hey, chết với tao rồi con <laughs> ô bắt đầu ao chiêu cũng mà luôn em ạ chịu mình bay ca quá anh em ạ à. <laughs> à. cái này cái này là điều uh, thua ơi thua ơi thua đó mình chỉ kỹ chỉ cách anh em bay ca thôi còn kiểu như trình độ bay ca của anh em như thế nào thì uh, kiểu như tự anh em làm nha đó mình cũng chỉ kiểu uh, chỉ cho anh em bk như vậy thôi hai phút nữa hai phút nữa trái ác quỷ để bên kia vector uh, dẫn mình đi lụm trái ác quỷ bằng game pass nhé anh em để chờ hai phút nữa luôn trong thời gian đó thì nó combo nó combo trái bây giờ nó xài rất là đơn giản luôn rồi nhưng mà nếu như anh em kiểu gặp đúng người biết bk thì khó đánh lắm cứ gọi sóng hàng vào đợi sóng hàng gần ập vào thì mình ghét thôi ghét giữ nó lại khi mà sóng hằng ập vào thì con quái nó không hoặc là người hoặc là cái đối thủ của mình không thể nào chạy được hết á. như nãy anh mình làm cho anh em coi mình đánh được anh em đánh được bất tô một lần đó. nó kiểu dạng như vậy á. <laughs> bây giờ chờ trái, cái, cái cái quỷ luôn. quên nữa mình chưa nói về chiêu ít và chiêu sơ của nó. chiêu ít và chiêu sơ của nó thì nó nó trưởng là một trái cầu cái này là đấm hai bên nhé anh em chiêu sơn nó đấm hai bên đó. đợi uh, đợi cho mình lậm trái quỷ luôn cái mình sẽ kết thúc video nha anh em khoảng uh, một phút nữa là có trái quỷ thôi mình đi theo bắt tô uh, đi theo bác tô kêu bác tô dẫn đi lượm trái quỷ chứ mình đâu có lượm được mình đâu có biết chỗ nào đâu lượm mày ăn gian hả mày gì Chát gì đứng đúng thời gian không đúng hai, hai hai phút mười ba giây <laughs> hai hai phút mười ba giây nha <laughs> chưa mà hai hai phút mười ba giây mà hồi à, nãy lúc nãy nói là hai mươi giờ hai mốt rồi còn một phút nữa thiệt chứ mà không, anh em thấy không mình đâu có uh, game pass đâu giờ bắt tôi có game pass mình đi theo mình lụm ké chứ có rồi đó có rồi đó có rồi đó đi đi theo đi theo có rồi đó có rồi đó nè rồi đó có chưa đi 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 đây anh em mình đi lượm đi lượm trái quỷ bằng cái bát nhé anh em từ từ thôi từ từ thôi đi nhanh thôi ở đâu rồi vậy ra à ở ngoài này rồi ở ngoài này rồi chắc ở ngoài này rồi trời ơi game bát gì cùi quá dắt đi vòng vòng đi nhanh đi Bác tô ơi game bát bắt tô lõm rồi hay gì anh em mà đi một vòng trái đất luôn ồ oh, trái 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 băng nữa đồ <laughs> sao trái băng hoài vậy lại băng. Qua <laughs> wow, tao tao mới nhận được băng hôm nay lại nhận được băng anh em ạ. À. Chắc uh, kiểu uh, mình uh, có duyên cái trái băng hay gì rồi anh em ạ. À. Cứ ra băng hoài luôn nè. Đó, thì clip này kiểu như Trái băng là mình lụm mình bonus cho anh em xem thôi. Thì uh, kiểu sau này có tiền thì mình cũng mua game pass cho anh, lụm cho nó giải. Hiện tại bây giờ chưa có thì có bắt tô uh, cũng uh, lụm mình đi theo lụm ké cho vui thì uh, mình uh kiểu như sao ta à, mình cũng review cho anh em coi về trái uh, qua ke hất tỉnh full chiêu thì nó rất tiện cho việc anh em sử dụng bk nếu anh em là sử dụng hình hộp thì nó rất là mạnh luôn sống hằng anh em biết sống hằng của trái qua ke nó rất là mạnh còn z thì cứ giữ lại còn hai chiêu kia là khi nào kiểu như mình dồn thêm đam vào thôi thôi chắc clip này cũng mình cũng sẽ kết thúc tại đây nhé anh em thì anh em thấy clip này như thế nào thì để lại bình luận bên dưới nha cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip của mình nha hẹn anh em ở những clip sau bye bye